Chào bác, hôm nay cửa hàng Ba Trang lên clip giới thiệu mọi người lô máy cưa xích hàng Nhật bãi. Lô này sẽ là lô chữ AC nha các bác nhé. AC sẽ cùng có 8 cây. Máy Estin, máy Sidewa, Echo, Zangma, Echo nhé. Makita nhé. Số điện thoại cửa hàng là 0976 123 320. Số điện thoại bên em có sử dụng Zalo các bác nhé. Rồi, cái sản phẩm khi bác mua theo kèm sẽ gồm có cái rũa này, tô vít các bác chỉnh mình sang con và một cái tuyếp nhé. Rồi em xin phép giới thiệu chi tiết luôn cái lô máy cưa xích ngày hôm nay. Thì bác nào xem clip thì vui lòng cho em xin một like, đăng ký kênh và chuông thông báo. Thì cho giới thiệu chi tiết luôn. Đầu tiên AC1 ngày hôm nay có con máy Makita nòng đứng nhá, rất là đẹp. Con này made in Germany luôn cho các bác này. Đó, con này thì rất là mới các bác nhá. Và một con cắt gia đình cực kỳ là ngon. Máy thì máy nòng đứng cực kỳ là lợi xăng luôn. Lam 35, xích là xài xích trung 91, thích là xài xích trung 91, máy thích hợp bơm xăng phụ nhá. Đấy, con này thì 34cc, nòng 38 ly, xài cực kỳ là bền luôn, máy rất là mới anh em này. Đó, ok, test nổ tiếng máy con số 1, con này trọng lượng là 4,5kg. Con này thì giá là 1,7 triệu bao phí ship nhá. Máy bao mới bao đẹp cho bao luôn. Đó, các bác nào thích thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0976123320 nhá. Giá rất là mềm. Rồi tiếp theo số 2 ngày hôm nay có con cưa này, đến từ thương hiệu của Makita nữa. Con này là Makita 333 nhá, rất là nổi tiếng luôn. Đấy, máy thì tay dài, trọng lượng 4,5kg, chụp giật thì được trang bị một cái chụp giật trợ lực lớn nhá, dành cho các bác nào lớn tuổi hay là chị em phụ nữ này, trẻ nhỏ này muốn giật con máy mà nhẹ nhàng đấy thì các bác chọn con này. Con này chụp giật trợ lực rất là nhẹ nổ luôn. Lam 35, xích là xài xích trung 91 Lam Makita này. Máy thì có thắng xích luôn nhá, có thắng xích bơm xăng phụ, chụp giật trợ lực lớn. Cái dòng này rất được các bác chuộng này, chạy rất là lợi xăng, leo trèo cây tỉa cành rất là sướng vì nó tích hợp chụp giật trợ lực cho nên giật rất là nhẹ. Ok, test nổi tiếng máy con số 2. Con này giá 2 triệu bao phí ship. Rất là nhẹ nhàng các bác nhé. Con này là 33cc, nòng 38 ly nha anh em nhé. Rồi, con số 2 bán anh em giá 2 triệu bao phí ship. Rồi, tiếp theo nhé, con số 3 ngày hôm nay. Con số 3 ngày hôm nay giới thiệu cho mọi người con cưa Echo nhé. Cưa Echo tay dài, đời cao nhé. Con này là đời 4 số, 3500. Con này là 35cc. Một con tay dài được trang bị công suất là 35cc nhé. Mã của nó CSE 3500 này các bác này. CSE 3500 nhé. Con này rất là VIP. Tay dài, xài đi bao các bác là cực kỳ là lợi xăng. Siêu mạnh luôn, 35cc nhé. Lam con này là xài lam Latin này các bác này. Xích là xài xích mini, xích chuột lam Latin, quá chất lượng luôn. Đó, một con tay dài, rất là VIP. Con này thì trọng lượng chỉ là hơn 4kg thôi. Máy thì tích hợp chụp giật trợ lực lớn này, bơm xăng phụ và đặc biệt thắng xích còn nhá. Con này thì anh em cắt gia đình, cắt củi thì siêu sướng rồi, siêu tiết kiệm nhiên liệu, siêu lợi xăng luôn. Máy siêu nhẹ luôn này các bác nhá. Đó. Máy cực kỳ là mới này. Ok, test nổi tiếng máy con AC3. Con này giá 2 triệu 3, bao phí ship nhá. Rất là lực luôn. Quá là chất lượng luôn. Rồi, tiếp theo con số 4. Số 4 ngày hôm nay có con cưa đời 4 số tiếp nhá. Con này cũng là con Echo đời cao, nhưng mà con này là Echo nòng đứng nhá các bác nhá. Con này mã của nó là 3202 luôn này. Con này là công suất của nó là 32cc, nòng 38 ly. Máy thì được trang bị lam 30, xích là xài xích trung 91 nhá. Con này thì thích hợp cho anh em cắt gia đình, đặc biệt các bác lớn tuổi muốn mua con máy nhỏ nhẹ và đặc biệt nó nhẹ, máy nòng đứng cho nó dễ xài thì anh em chọn con này nhá. Máy nòng đứng con này đời rất là cao và đặc biệt máy rất là mới này. Lam của nó chóc ti sơn nhá các bác, nhìn cái lam cái đầu tôi của nó này, đấy. Như chưa xài luôn nhá. Chứ anh em đừng nhìn được cái lớp sơn của nó, đấy. Cực kỳ là mới luôn nhá, xích là xài xích trung 91. Con này thì máy thích hợp chụp giờ trợ lực lớn nhá. Chụp giờ trợ lực lớn có, bơm xăng phụ có và đặc biệt thắng xích cũng còn luôn nhá.
tặng ship còn luôn nhá. Con này bán anh em giá chỉ là 2,3 triệu thôi, bao phí ship của con Echo nòng đứng nhá. Các bác thích xài Echo nòng đứng thì các bác chọn con này cho nó dễ xài. Test nổ thì may con AC4. Trợ lực lớn giỏ rất là nhẹ. Rất là êm. Rồi, tiếp theo số 5. Số 5 ngày hôm nay có con cưa răng ma, con này hệ răng ma 362 nhá, một cái hệ cho các bác đi khai thác chuyên nghiệp nhá, đi hạ cây đó. Con này thì 36cc nòng 40 ly, đặc biệt thì máy trang bị cái lam này, lam 45 luôn, lam khá là dài, xích là xài xích 325. Các bác nhìn cái xích của nó này, xích zin nhá, rất là dày, chưa rũa lần nào nhá, xích này chưa rũa lần nào, lam thì còn nguyên lớp sơn nhá, rất là đẹp đấy. Con này thì anh em xẻ xích thoải mái nhá, các bác xẻ xích thoải mái luôn đó. 36cc nòng 40 ly, trọng lượng máy là 5,5 kg, khá là vừa phải, và đặc biệt xài thì bao các bác là siêu lợi xăng luôn, siêu lực siêu lợi xăng nhá. Con này thì bán cho anh em giá là đi 2,4 triệu nhá, siêu vip luôn. Echo răng ma 362 nhá. Ok, test nổ tiếng máy con số 5. Rất là mạnh. Vip luôn. Rồi, tiếp theo số 6. Số 6 ngày hôm nay có con cưa, cưa Echo 3901 nhá. Con này thì quá là mới luôn này, các bác nào yêu cái đẹp thì các bác chọn con này nhá. Con này là 40cc Echo đời 4 số, đời rất là cao. Con này là 40cc nòng 40 ly, lam con này này, các bác nhìn cái lam nó mới làm sao này. Đấy, xích là xài xích chung 91, lam 35. Con này xài lam 35 nhá, xích là xài xích chung 91. Rất là đẹp luôn. Các bác nhìn cái hơi của nó là trắng bóc luôn này. Đấy, máy của em nó lấy nét nó hơi kém, máy đời rất là cổ nhá. Máy điện thoại em nó đời nó gọi là cùi. Đấy, quay nó không nét lắm các bác nhá, thông cảm. Cố gắng xem. Đấy, con này thì 3901 40cc. Bác đi cắt keo, hạ cây các kiểu. Đấy, rất là sướng. Echo đời mới thì nó rất là lợi xăng, xài cực kỳ là bền nhá, cực kỳ là sướng luôn. Đó, trọng lượng máy chỉ là 5 kg. Máy thì tích hợp van xả áp nhá. Van xả áp này rất là hay. Một là các bác đóng vào xả rất là nhẹ, hai là nó sẽ đẩy cái chất bẩn trong cái buồng đốt ra rất là sạch sẽ luôn, rất là bền máy. Rồi, test nổ tiếng máy con AC6 cho bác. Con này giá 2,7 triệu nhá, bao phí ship. Test nổ tiếng máy con AC6 này. Rất là mạnh luôn này. Ok. Rồi, tiếp theo Số 7 ngày hôm nay có con cưa CDOA rất là đẹp nhá. Các bác thích dòng CDOA chất lượng thì có tham khảo con này nhá. Dòng CDOA thì rất được nhiều các bác ưa chuộng rồi. Nó xài cực kỳ là ngon, và đặc biệt nó siêu lợi xăng. Nói như những cái ưu điểm tốt nhất của máy cưa Nhật bãi thì nó nằm ở con CDOA này. Đấy, 36cc nòng 40 ly. Máy thì trọng lượng chỉ là 5 kg, nhẹ nhưng rất là bền luôn. Con này xài cực kỳ là mạnh nhá, vòng tua lớn. Đấy, lam Latin luôn này, xích là xài xích mini. Con này lam 37 nha các bác nhá, lam Latin luôn này. Đó. Máy rất là đẹp. Trọng lượng 5 kg. Xài siêu lợi xăng, siêu bền, siêu mạnh luôn. Rồi, tiếp AC7 này, giá 2,9 triệu nhá. Em không phải giới thiệu cái dòng CDOA vì là em lên rất nhiều. Nói chung là clip nào em cũng lên CDOA. Đấy, nhà em chuyên CDOA các bác nhá. Con này giá 2,9 triệu, bao phí ship. Máy cực kỳ là đẹp. Test nổ này. Con này thì thiếu xăng rồi. Máy hết xăng rồi nha các bác. Đấy. Ok, con này thì các bác test nghe tiếng nổ nó rất là ngon. Máy nó quên không châm xăng vào con này rồi. Ok.
Rồi con này giá 2,9 triệu nhá, bao phí ship. Đó, rất là đẹp, rất là ngon. Tiếp theo hôm cuối cùng ngày hôm nay, con cua Estin, con này Estin Đức nha các bác nhá. Con này thì Estin 020. Nói về thương hiệu Estin thì các bác biết rồi, nó là thương hiệu số 1 của thế giới. Đó, cua thì bao giờ cực kỳ chất lượng, lốc con này lốc nhôm nha các bác nhá. Hàm rồng này. Đó. Con này xài lam lam 40, xích là xài xích trung 91, xích thì bên em cũng đã lên xích mới cho các bác về cát cho nó sướng nhá. Đấy. Estin 020, con này là 40cc nòng 40mm, máy thì full chức năng, thắng xích thắng xiếc còn nhé, trợ lực có nhé. Con này thì vòng tua bao lớn, bao mạnh, bao bền cho các bác luôn. Rồi, test nổ tiếng máy con AC8, con này là trọng lượng chỉ 5kg thôi. Đấy, các bác nào thích mua con máy mà mạnh, bền, khỏe, vòng tua lớn, cực kỳ là lớn nhá. Em sẽ test nổ tiếng nổ cho các bác cảm nhận luôn. Con này giá là 3 triệu, bao phí ship. Đây, công tắc thì nằm ở dưới này nhá. Cực kỳ chất lượng rồi. Con này thì giá 3 triệu bao phí ship nhá. Rồi ok. Bạn nào quan tâm sản phẩm liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0976123370. Cảm ơn tất cả mọi người theo dõi video. Xin chào tất cả mọi người.